Sau khi hòa 1-1 trên sân Torino rồi thua 1-4 trên sân Genoa và tụt xuống thứ 16 Serie A, Roma trở lại sân nhà Olimpico với nhiều áp lực. Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng không có lực lượng mạnh nhất khi vắng Diego Llorente, Chris Smalling, Renato Sanchez, Tammy Abraham và Maras Kumbula vì chấn thương. Nhưng Roma vẫn áp đảo và giành 3 điểm nhờ bộ đôi tiền đạo Lukaku và Paulo Dybala. Suốt 90 phút, chủ nhà kiểm soát bóng 49%, dứt điểm 11 lần với 5 cú trúng đích, còn Frosinone chỉ có 8 cú sút chệch mục tiêu. Phút 21, từ đường truyền dài của Gianluca Mancini, Dybala vỉa bóng một chạm đến vị trí của Lukaku trong vòng cấm. Tiền đạo bị khống chế một nhịp, làm động tác giả loại bỏ trung vệ đối phương rồi sút chân trái treo góc hạ đốt thủ thành Stefano Turati. Lukaku ghi 3 bàn qua 5 trận đầu khoác áo Roma tại Serie A, thành tích chỉ kém Gabriel Batistuta, 6, và Stefan Ensaraui, 4, trong số những cầu thủ ra mắt đội bóng áo bã trầu tại giải từ khi một chiến thắng được tính 3 điểm mùa năm 1994 đến năm 1995. Trước đó, Lukaku góp một bàn trong trận thắng Empoli 7-0 và hòa Torino 1-1. Roma ấn định chiến thắng ở phút 83, khi Dybala đá phạt về cột xa để đội trưởng Lorenzo Pellegrini đá nối chéo góc, ghi bàn đầu tiên tại Serie A mùa này. Với kết quả 2-0, Roma vươn lên thứ 12 với 8 điểm, kém Frosinone 1 điểm. Chúng tôi đã nói chuyện trong vài ngày qua và nói rằng trận đấu này thực sự quan trọng, Lukaku chia sẻ sau trận. Đây là màn trình diễn tốt, chúng tôi đã cống hiến hết mình, ghi 2 bàn, giữ sạch lưới và phải tiếp tục. Thành tích tập thể là quan trọng nhất, chúng tôi đang ở trong tình thế khó khăn, toàn đội biết điều đó và phải cải thiện cả trong tập luyện lẫn trong các tình huống thi đấu. Khi được so sánh về việc đá cặp với Lautaro Martinez tại Inter và Dybala trong màu áo Roma, tiền đạo bỉ đáp: "Điều đó khác nhau, nhưng tôi luôn có mối quan hệ tốt với mọi đồng đội. Điều quan trọng là phải hiểu nhau, rằng đồng đội muốn nhận bóng thế nào. Dybala có nhiều phẩm chất và chúng tôi muốn cống hiến hết mình cho Roma." Ngày 5 tháng 10, Roma sẽ làm khách của Servette tại Thụy Sĩ ở lượt 2 bảng G Champions League rồi hành quân đến sân của Cagliari đá vòng 8 Serie A ngày 8 tháng 10.